view quá là đẹp luôn. Mới nãy á mình chạy từ cái con đường ở bên dưới đó đó, đó chạy một vòng vòng lên những cái ngọn đèo này. Chào buổi sáng quý anh chị và các bạn. Rời Đà Lạt, điểm đến kế tiếp của bọn mình đó là Tà Đùng. Hôm nay thì chúng ta sẽ trải qua một cái đoạn đường dài trên 150 km. Và trên đoạn đường đi sẽ có những trải nghiệm gì? Mời quý anh chị và các bạn cùng khám phá với bọn mình nha. Cái đoạn này nó uốn lượn vậy nè quý anh chị nè. Đã lắm. À, đường thông thoáng lắm. Đoạn này là cũng là đường đi lên Lâm Hà. Thì hôm nay bọn mình đi đến một cái điểm kế tiếp thì sẽ xuyên qua Lâm Hà. Có một điều mà thấy cũng hay đó là khi mà mình đi lên Đà Lạt mấy vùng trên này nè, mình thấy đường thông thoáng đẹp lắm, nhưng mà bà con chạy á rất là kỹ, chạy rất là giống như là không có vội vã. Mười tám km nữa là sẽ tới Lâm Hà. Đây là khu dân cư. Ở đây là Tân Hội. Wow, đẹp quá. Ở đây mình thấy nhà cửa bà con hai bên đường thấy khá giả không? Nhà rộng, có đất rộng, sân rộng, nhà cắt đẹp. Đang cắt lên nha mày. Ở đây các nhà máy Thái không à? Nhà máy Thái. Đây là chiếc xe chở nông sản. Wow. Bọn mình vừa vượt qua chân dốc Tân Thanh. Cái này là khu vực của Tân Thanh rồi. Wow, ở đây nè, có một con dốc chuối xuống, các bạn thấy con đường này đã lắm. Dốc chuối xuống cái lòng cầu. Bình thường á, cầu á là lên cao phải không? Cầu này là cầu chuẩn xuống. Rồi sau đó mình chạy lên cái dốc. Một lát tới đây thì chúng ta sẽ vượt đèo Tân Thanh với anh chị các bạn. Ở đây thì nhà dân ít lắm, nó thuộc dạng như là quốc lộ luôn rồi. Đây là đoạn đường quốc lộ 28. Hai bên là đất đỏ. Cái con đèo này nó làm đường nó cũng không có độ dốc cho lắm, cho nên là mình tắt máy xe luôn. Mình tắt máy xe, mình đổ đèo. Vận tốc trung bình của cái đổ đèo này là 35 đến 40 km. À, các bạn thấy đường bằng gì đó, nhưng mà thực sự là nó đang chuối xuống. Wow, đoạn này đẹp quá quý anh chị các bạn. Mọi người có thấy cái thung lũng ở bên dưới không, thăm thẳm luôn. Wow, để cho nó hết luôn nha mi. Đẹp quá. Có 14 km nữa tới Thăng Long.
đèo này đẹp chứ, đèo này đẹp, thông thoáng, ít xe. Hiện tại là bọn mình đang chạy gần tới Tăng Lâm rồi quý anh chị và các bạn. Cái đoạn đường này vắng xe hầu như 90% luôn. Ở đây đang định làm khu du lịch gì. Hiện tại thì chỉ có xe của mình thôi, trước mặt là không có một ai hết. Đoạn đường này chạy đã. Mừng quá, thấy được hai chiếc xe lớn với được hai chiếc xe Honda. Chạy dọc đường á thì mình thấy ở đây có một cái cây cổ thụ, và ở dưới gốc cây cổ thụ thì có hai cái miếu, có thể là người ta thờ thằng cây hay gì đó thì mình cũng không rành nữa đó các bạn. Hai cây cổ thụ này rất là to nha, để mình đi xích ra ngoài mình view lại cho mọi người xem, to khủng luôn, đẹp lắm. Cái tán của cây khủng lắm luôn đó, nội cái bộ rễ không các bạn. Bộ rễ của cây chia ra nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gốc luôn. Mấy cái gốc này có thể là do cái thân của nó bạn, đây thân dây xuống rồi nó bám vô đất nó thành cái bộ rễ. Cái cây này thì mình cũng thấy gần giống như cái cây gừa ở dưới miền Tây mình á, mà mình không biết là phải hay không. Bộ gốc to khủng luôn, chạy dọc đường nhìn ngang thấy đẹp chứ lắm. Ngoài ra nha, đứng ở trên vị trí này nè, chúng ta nhìn xuống cái thung lũng ở bên dưới rất là đẹp. Để mình đi lại gần cho mọi người xem cái thung lũng ở bên dưới nha. Đây, mình đi theo hướng này thì mình vào cái bụi cỏ đuôi tròn này đẹp quá. À, đi theo hướng này thì ở đây nó có một cái mỏm đá. Mình đứng trên mỏm đá này với anh chị bạn thì mình có thể view được cái thung lũng ở bên dưới. Và mình thấy ở bên đó có một cái con đường đất cho bà con đi xuống gãy của bà con á, nhìn đẹp lắm. À, bên kia một cái đồi ha, và có những cái con đường dân sinh bà con làm đi, view đẹp lắm luôn. À, còn cái gốc cây thì ở bên đây nè đó, khi mà lại gần mọi người thấy cận cảnh rất quá to luôn. Và kế bên gốc cây là một cái dòng suối chảy tự nhiên được dẫn từ cái hồ ở đâu ở trên đó đó, mình cũng không biết nữa, nước trên đó. Ở đây cái khung cảnh này rất là đẹp, giống y như trong truyện cổ tích luôn. Gốc cây này là nằm trên đoạn đường đèo từ Tân Thanh về Tân Lâm nha quý anh chị các bạn. Đó, ở đây thì có một cái con đường đi vào rẫy của cà phê của bà con nè, mà ở tới đoạn này thì có hai cái gốc cây ở trên thì được dính liền với nhau, nó như một cái cánh cổng vậy đó. Quá đẹp, như một cái cánh cổng đi vào một cái ngôi làng. Mình đậu xe ở bên đó. À, đứng đây nè, các bạn thấy view bầu trời, mây, đất, cây, mây, trời. À, ở dãy này nọn núi đồi màu xanh, nước biển đẹp lắm.
nó đẹp luôn. Bên dưới gốc cây thì mình thấy có rất nhiều cái bàn thờ. Bên kia có một cái bàn thờ đá, bên đây mình thấy thờ Phật, ở dưới là thờ thổ địa. Và có một cái vị này mình không biết là thờ thần gì, mà có một cái hình tượng đỏ đỏ chị các bạn. Ở chốn này thì mình cảm giác như là cái cây này là rất là linh thiêng, cho nên là mình cũng không đi cận xuống bên dưới nha, mình chỉ review từ ở trên này thôi. Đây cho quý anh chị và bạn xem cái tán của cái cây nè, quá đẹp luôn, rất là khủng. Nó bao mát nguyên cái khu vực này. Khi mà mình nhìn ở trên những cái nhánh chính của cây á, thì mình thấy có rất nhiều cái bụi lan gừng đó, to lắm. Mà ở đây chắc không ai hái. Vào tới cái mùa mưa á, thì chắc là lan sẽ ra bông. Ở trên đó mình thấy có 3-4 bụi lan luôn, bụi nào bụi đấy to đùng. Có nhánh lan nó sụ xuống. Cái gốc thì mình thấy hơi khô, có lẽ là lan gừng mà ở trên cái cây này thì không ai dám đeo lên hái đâu. Cái cây này mình có thấy cái cảm giác giống như là rất là linh. Ở gần đây thì có một cái gãy cà phê nè đó, đứng lên đây view bên dưới đẹp lắm. Bên phía bên đó đó mình thấy có một cái gốc cây xoài nữa to. Đó, mây trời đẹp quá. Hai đứa dừng ở đây lấy ít lương khô ra ăn. Thì đi phượt xa quý anh chị các bạn, thì bọn mình thường đem theo lương khô, chạy dọc đường thì thấy cảnh nào đẹp lại ăn uống nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp. Mời quý anh chị và các bạn cùng ăn với mình nha. Mình nghĩ á, quý anh chị và các bạn mà có đi ngang cái đoạn này á, nên ghé lại check in với cái cây này. Còn bà con nào có cái nhu cầu tâm linh á, thì cũng nên dừng chân ở đây để thắp vài cây nhang. Nãy giờ thì mình cũng muốn tìm người dân địa phương để mình hỏi cái cây này là cây gì, và những cái miếu thờ ở bên dưới là như thế nào, nhưng mà mình tìm không thấy bà con ở gần đây, cho nên là thông tin mình có thể gửi đến quý anh chị và các bạn chỉ bao nhiêu đó thôi. Lương khô tụi mình đem theo đơn giản, chủ yếu là sữa nè, bánh bao hoặc là bánh mì, nước suối, chỉ vậy thôi. Tại vì trên dọc đường thì mình muốn ăn uống gì cũng có rồi, nhưng mà nhiều đoạn đường đèo đó, nó không có cái gì nè, cho nên đem mấy cái này theo là phòng hờ. Và một thứ mà lúc nào mà trong chuyến đi thì cũng phải có trên bất cứ cái cung đường nào các bạn, đó là thuốc. Thì thuốc ở đây mình chia sẻ cho quý anh chị bạn có kinh nghiệm luôn, đó là đầu tiên là thuốc cảm, cái loại mà có thể buồn ngủ. Còn cái loại thuốc cảm mà không gây buồn ngủ là đem theo hai loại luôn. Cái thứ hai là thuốc tiêu, tại trên dọc đường là chúng ta sẽ trải nghiệm ăn những cái món của địa phương, cho nên nhiều khi chúng ta không xác định được. Cái thứ ba đó là
thuốc chống thực. Cái thứ tư là vitamin và canxi. Đó, chủ yếu là một số đó quý anh chị các bạn. Mình nghe có cái con gì nó kêu cút 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 mà mình không biết đó là con gì. Đó đó, quý anh chị các bạn đang nghe không? Đậu ở đây thì nó mát lắm, mát tới vị trí mà mình đang đứng luôn nè. Mình đứng ở đây là cách rất là xa quý anh chị các bạn. Bên đây thì có một cái đồi, bà con lấy đá đắp lên để giữ bờ lại. Ok, thì bọn mình sẽ đi tiếp đây. Hiện tại là mình đang đổ đèo. Đèo này là đi từ Tân Lâm lên Tà Đùng lên Đắk Nông. Chạy đèo này thì mình có thể nhìn thấy view cái thung lũng ở bên dưới rất là đẹp. Còn khoảng 45 km nữa là tới Đắk Nông rồi. Ở đây là cái cầu Đa Xê Đô, không biết mình đọc đúng không. Wow, nước sông ở bên dưới màu một màu xanh ngọc bích, đẹp thế mày. Đồi núi nè, trước mặt của mình á thì giống như cái đoạn đường này giống như là người ta bạc núi để người ta làm con đường. Chỗ này núi này có dấu hiệu lở, mưa nhiều chắc ở đây sói. Ở trên này em ơi, ở dưới đồng bằng đó là ví dụ như mình cắt nhà phải không, thì mình lên nền, đổ cát lên nền. Còn ở trên đây ví dụ như muốn cắt nhà thì người ta phải lấy cái cào xe cuốc á, người ta bào vào bạc núi tạo nên một cái mặt bằng, rồi người ta mới bắt đầu người ta quy hoạch cái chỗ đó người ta cắt nhà. Những cái trạm dừng chân mà làm ở trên mấy cái đoạn đường đèo nó cũng vậy luôn, mà ta lựa những cái nơi mà đắp thịt á thì người ta mới cuốc. Ở đây nó có cái hành lang trắng nữa nè, nghĩa là ở bên dưới nó là cái hồ gì đó. Sao kêu đi chậm, đoạn này sao kêu chạy chậm ta. Nhìn cái căn nhà gỗ với cái cây cô đơn, thấy ở trên đây nhìn phong cảnh thì thi vị, nhưng mà ở thì có lẽ chắc buồn lắm, tối không đi đâu chơi hết. Đó. Wow, cái cây khô đó nó dài quá, nó cao quá trời cao. Ui, mình đang đổ dốc. Dốc này chuối quá. Hiện tại là bọn mình đang dừng chân ở cầu Đắk Nao. Tại dừng chân ở đây là bọn mình chuẩn bị mặc áo mưa quý anh chị các bạn. Mọi người có thể thấy nhìn xa xa không? Đó, sương mù dữ lắm luôn, mây mù dữ lắm luôn. Mà mấy anh mà đi từ cái hướng từ Đắk Nông á quay trở lại á thì mấy ảnh nói là trên kia đang có mưa, mưa phùn cũng lớn, cho nên là bây giờ ngừng lại để lấy áo mưa mặc. Cho các bạn xem nè, ở dưới đây là nó có một cái con suối đó. Có con suối ở bên dưới đó. Ở bên đây nè quý vị các bạn, ở bên đây view đẹp lắm, đi qua đây. Trước khi mặc áo mưa mình quay cho mọi người xem
đó, view bên đó rất là đẹp. Ở đó có một cái lòng hồ ha, và có những cái giống như những cái hòn đảo nhỏ nhỏ, à, nguyên cái khu vực này là tre ha, tre và những cái cây rừng. Lát mình sẽ chạy lên cái đoạn đó đó, nó mình chạy đường này nè, mình chạy lên đoạn đó đó, thấy không? Chạy lên đoạn đó. Mà nghe nói là trên trển là đang có mưa. Rồi đi thôi. Quý anh chị và các bạn, trước mặt mình á có một cái ngọn đồi mà bà con trồng gãy, mình không biết cái đó là cái gì mà làm nên một cái mô đẹp quá. Bọn mình dừng chân ở đây là tại vì á ở đây có một cái view rất là đẹp. Hey quý anh chị các bạn, để mình xoay camera lại cho mọi người thấy rõ hơn nha. Đây nè, wow, quý anh chị các bạn thấy đẹp chưa? À, view quá là đẹp luôn. Mới nãy á mình chạy từ cái con đường ở bên dưới đó đó, à, chạy một vòng vòng lên cái ngọn đèo này cũng khá là xa chứ không có gần đâu. Lên đây thấy view quá trời đẹp luôn, núi non trùng điệp, mây trời vừa tạnh mưa, cái mây nó bắt đầu nó trắng trở lại. Còn một số cái vùng mà nó còn mây đen, quý anh chị các bạn, là cái vùng đó nó còn đang mưa đó, nhìn xa xa nó có màu sương á. À, view ở đây đẹp quá. Ok bây giờ mình sẽ đi tiếp nha. Bây giờ thì chúng ta sắp bước vào địa phận của Đắk Nông. À, đây, ở đây là địa phận của Đắk Nông rồi nè. Hết phần đường quốc lộ 28 do công ty xây dựng 886 Thành Nam Quảng Trị. Rồi bây giờ là chạy lên cái đoạn đường này đó, đường dốc á, đường dốc nguy hiểm. Lên đây thì mình có cảm giác là khí hậu nó bắt đầu nó lạnh. Thường lên đường đèo thì chạy số 3 đều tay lắm. Số 4 thì nhiều khi lên những cái đoạn mà dốc cao nó bượng không nổi, tội nghiệp chiếc xe. Chạy số 3 chạy đều 30-40 km/h vừa phải. Em ơi, ở đây có một cái con dốc. Ờ, con dốc này ghê quá trời ghê luôn. Dốc này chừng 45 độ. Trong camera thì chắc không thấy dốc dữ như vậy đâu, nhưng mà chạy xe chưa từng thấy trước giờ có con dốc cao như thế này, cao như cái cầu Cần Thơ. Hi, xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại là mình đang ở Đắk Cừ Long, Đắk Nông. Thì ở đây còn gọi là Tà Đùng quý anh chị và các bạn. Đây, cho mọi người xem cái view. Đây, cái vị trí mà mình đang đứng rất là đẹp quá bạn. Nhìn ở bên dưới nó giống như là Vịnh Hạ Long vậy đó. Ở đây đúng là được ví như Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên là phải luôn á. Phía bên đây nè là cái gãy của bà con trên những cái ngọn đồi á, nó đẹp lắm. View núi trùng trùng điệp điệp luôn. Bọn mình đến đây từ 3 giờ chiều. À, sau khi mà nhận phòng xong thì bây giờ bọn mình dự định là sẽ lang thang cái con đèo này để tham quan. Mời quý anh chị và bạn cùng đi tham quan với bọn mình nha. Quý anh chị các bạn biết không, ở trên này nè là khu dân cư, mà cái đường phố nó
nó phiêu lắm luôn, dốc xuống nè rồi lên, nhìn xa xa mi thấy hả mi, trong camera thấy có dốc lên xuống không? Thấy. Ừ. Ở đây á, những cái đoạn dốc á, nó còn dốc hơn ở Đà Lạt nữa. À, cái không khí ở trên này á, thì nó cũng se se lạnh như Đà Lạt vậy đó. Bên kia anh thấy có bông gì? Ờ, giống hoa ban quá. Kính thưa quý anh chị và các bạn, chạy một đoạn thì bọn mình gặp một cái miếu. Đây là miếu thần đá. Tại đây có một bảng ghi chú rất là rõ về cái miếu thần đá này. Các bạn, quý anh chị và các bạn có rảnh thì đọc. Đây, nó có chú thích rất là rõ ràng luôn. Đây là bản dịch sang tiếng Anh. Miếu thần đá này rất là linh thiêng, của người dân tộc Mạ ở Đắk Pao, huyện Đắk Cừ Long, và được công viên địa chất toàn cầu UNESCO công nhận. Và ở đây thì mình thấy có cái bản đồ. Ừ, bản đồ âm vang từ trái đất nè. Nghĩa là những cái khu vực này chắc là trên núi nè mi ha. Ừ. Còn những cái ở dưới này nó mô phỏng cái thung lũng ở bên dưới á. Vịnh Hạ Long ở bên dưới nè, khúc này nè. Thần đá được người Mạ tôn thờ và tin tưởng tuyệt đối từ xưa đến nay, nên trong khi có muốn điều gì, họ đều đến bên thần đá, đặt tay vào lỗ nhỏ bên dưới tán đá để cầu xin. Bất kỳ người nào có ý xúc phạm, tâm địa không tốt, sẽ không rút được bàn tay của mình ra. Bản thân và gia đình ngay sau đó sẽ chịu trừng phạt của thần đá, như là bệnh tật hay là tai nạn. Mình thấy ở đây mọi người đến đây đều dừng lại để cầu xin và đều thắp một cái nén nhang cắm bất kỳ ở trên cái tảng đá này. Đối diện miếu thần đá thì có một nơi để đổ xe, và đứng ở trên đây thì mình cũng thấy được một cái view núi đồi chập trùng ở bên dưới. Bây giờ thì mình sẽ đi qua, mình view cho quý anh chị và bạn cùng ngắm với bọn mình. À, ở bên đây có một cái cây cổ thụ, mình sẽ đi theo hướng bên đây view cho mọi người xem. Đây quý anh chị và bạn, trước mặt mình có một cái cây cổ thụ rất là đẹp. Nó nằm, gốc nó thì nằm thọt thủng ở dưới thung lũng, mà nó cao lên ngút ngàn luôn đó. Và bây giờ mình bắt đầu lia từ trái sang phải nè đó. Quý anh chị các bạn thấy không, núi non trùng điệp rất là đẹp luôn. Tuy gần á, mắt mình nhìn thấy những cái nó trước mặt nó rất là gần, nhưng mà thực sự đường đi xa lắm. Mới nãy mình chạy từ bên đó, mình chạy qua quý anh chị các bạn đó, từ cái con đường bên đó mình chạy qua tới đây, vậy mà mình vẫn thấy ở trong những cái gãy có cái đường nhỏ len lỏi, bà con phải chạy những cái chiếc xe Honda vô cái những cái đường nhỏ này ra ở đây nè đó, những cái đường nhỏ vào gãy của mình đó. Nguyên là đẹp lắm. Hai, xin chào quý chị và các bạn. Bây giờ là 6:30 sáng, mình đang ở Đắk Cừ Long. Ở đây 6:30 sáng còn sương mù quý chị các bạn. Ở gần khu mà mình nghỉ trọ thì có những cái nhóm chợ nhỏ. Ở đây bà con bán rau cải,
đánh cá. Thời điểm này là sương mù lắm luôn. Mọi người có thấy không? Quá trời sương mù dày đặc trước mặt mình. Sáng sớm thì mình thấy ở đây cũng sung túc lắm. Cái gì cũng có, ví dụ như đồ ăn sáng có bánh mì nè. Có bánh cuốn, bánh ướt nóng, xôi, bánh xèo. Và ở đây có bánh nước nóng. Có lẽ là một lát mình dẫn đi ra đây ăn bánh cuốn quá. Ủa chú này bán gì ta? Ủa chú bán gì chú? À, chú bán bánh canh hả? Nuôi. Con tưởng sữa đâu nằm cho nên con lại định mua. Sở thích của mình là thích đi lội bộ vào ban đêm hoặc là sáng sớm ở một nơi xa để mình xem cái nhịp sống của bà con. Ở đây cô bán rau. Ở đây có một chỗ bán cá cảnh lưu động. À, mình mới xin anh quay cái chỗ bán cá cảnh của anh. Bình thường anh bán ở chợ này không ha anh? À, anh đi nhiều nơi. Dạ. Trường học, trường học. Dạ, trường học. Cá này là anh nuôi lên hay gì? Không, mình lấy hàng chứ. Dạ. Ủa trên đây cũng có chỗ nuôi được cá. Em mình thấy mình lấy ở dưới miền Tây lên. Ờ, lấy dưới miền Tây lên. Đâu rồi, treo và xe luôn anh hả? Vậy là trên đây mình phải có chỗ, mình phải biết cách nuôi mình rộng đó. Đúng là mình dạ. thả nó hồ nước ấy mà. Dạ. Hồ nước mình đi, mình lấy mình bán dần thôi. Mấy cái này dễ nuôi không mà? Dễ, mấy cái loại này cá đá này dễ. Dạ, nuôi. Cá đá dễ nuôi. Cá còn cá chép. Mấy cái là mình đi tách cơ. Dạ, mấy cái loại này anh nuôi đều không oxy hết. Dạ. Để mình quay cá đá cho mọi người xem. Đây các bạn. Ô, con này đẹp lắm luôn, màu đồng. Đồng cá đá nó sống lâu. Dạ. Em ở dưới thì em nuôi cá bảy màu á. Em cũng thích cá. Này thôi thì mình cũng có bán nhưng mà nó chậm, mình cũng lấy hàng để biết cái hàng. Dạ. Trước mình hay lấy. Dạ. Rồi em cảm ơn em đi tham quan. Mình tiếp tục đi hướng này. Thì các bạn thấy phía bên tay phải của mình là trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Địa chỉ ở đây là Bôn V, xã Đắc Sơn, Đắc Cư Long. Không biết mình đọc đúng không nữa. Hơi khó đọc á. Một điều đặc biệt mà mình thích ở đây nhất đó là khi mà sáng sớm ra, mình bước ra mình cũng đi tập thể dục giống như ở những cái tỉnh khác thôi, mà sáng bước ra thì thấy sương mù quá sương mù luôn. Tuy gần lúc đó là 6 giờ mấy luôn rồi, là hôm nay là mình thức trễ hơn so với ở những cái tỉnh khác luôn á. Rồi không khí ở trên đây thì nó se lạnh. Ồ, đến đoạn này sương mù lắm nè. Để mình quay lại cho mọi người xem. Ở đây bà con tập trung ở đây nhiều, không biết làm gì đây. À, mình thấy tập trung trên những chiếc xe máy nông trại. Có lẽ là một lát bà con sẽ cùng nhau đi lên dãy. Đoạn này sương mù nhiều. Oh.
Và đây quý anh chị các bạn, cái phòng này thì chiều hôm qua mình có đứng đây mình ngắm và mình đã có review lại. Tuy nhiên là sáng sớm ra đây thì nhìn nó lại đẹp hơn, bởi sương mù nó phủ trên những cái ngọn đồi á, đẹp lắm luôn. Đứng đây ngắm nhìn đã, mặt trời đang ở hướng này các bạn, mặt trời đang lên xuyên qua cái hàng cây đó. Các bạn quay cho quý anh chị các bạn xem cái con đường nè. Con đường là nhìn xa xa là mịt mờ luôn, chỉ khi mà mình lại gần á thì mình mới thấy rõ rõ hơn chút. Để lát mình xem coi ở đây mấy giờ thì mới hết sương mù. Đẹp quá. Bây giờ là 7:10. Khi mà 7:10 thì nắng lên á thì sương mù bắt đầu giãn ra dần dần. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại phòng. Nãy giờ thì mình đi tập thể dục cũng xa xa rồi đó. Ở đây anh đang phơi cà phê. Chỗ này bán trái cây. Ở đây cũng có quầy thịt, thịt vịt và thịt heo. Mà bà con chỉ nhóm chợ vào buổi sáng sớm bán một ít đồ thôi. Với một số gia đình họ có mở tạp hóa thì họ bán nguyên ngày. Vật giá ở đây thì khi mà mình vào ăn cơm thì mình thấy giá nó hơi cao, cao nhỉnh hơn so với ở những cái tỉnh ở miền xuôi một chút thôi. Sáng hôm nay thì bọn mình ghé uống cà phê tại một cái homestay có cái view xuống hồ Tà Đùng rất là đẹp. Lát mình sẽ quay view hồ cho quý anh chị các bạn xem. Đây là cái khung cảnh sơ của cái quán cà phê nè. Buổi sáng thì hơi nắng nha, chỗ này buổi chiều ngồi mát lắm. Dạ. Dạ. Cái này là ca cao đá của mình. Này cà phê sữa đá. Dạ. Dạ. Ngon hả? Ngon. Để. Thật ngon. Thì sáng đó là dự định là ăn bánh cuốn nóng. Rồi cái khi mà My thức dậy á, My thức dậy đi ra thì bánh cuốn nóng hết rồi. Rồi tìm mấy chỗ như là ăn bún phở rồi cũng hết luôn, còn lại bánh mì. Ở đây người ta bán sớm, anh thấy là bán sớm ra là tập trung đông, những cái lúc mà mình đi nó bắt đầu thưa dần.
quên. Mời quý anh chị và các bạn ăn cùng với bọn mình nha. Ăn xong á thì mình sẽ đi tham quan một đồng cái homestay này. Mình view cho mọi người xem cái homestay. Nên mình hỏi cô á là cô nói đi tham quan thoải mái luôn. Nhất là ở trên đây á, nhìn xuống cái hồ Tà Đùng á, đẹp lắm. Nhất này còn mờ sương một lát, bớt sương mình sẽ quay chi tiết cho mọi người xem. Để mình thử cacao với cà phê nha, lúc nó còn lạnh. Thử hồi tan đá. Cacao hả? Ừ, đây là ly cacao sữa. Ừ, cô làm á. Cô làm ở đây nó không có ngọt gắt nha. Cacao này nó uống nó dịu hơn so với cái cacao mà hôm qua mình uống ở Đà Lạt á. Tại mình không có để đá. Ừ, đi ăn. Cái này nó ra ăn chút nữa mới ngon. Đã lắm, nó béo béo bùi bùi, em uống thử à. Nó có cái cảm giác béo béo bùi bùi giống như là quý anh chị và các bạn uống sữa đậu xanh á. Thấy không? Nhưng mà cái mùi vị sữa đậu xanh khác nha. Nhưng mà cái khi mà nó ngậm vô miệng á, giống như sữa đậu xanh, nó có giống như hạt hạt á. Bển qua gì trắng trắng một lắm, trời anh thấy không? Ở bên ngọn đồi đó đẹp lắm, lát mình view cho quý anh chị các bạn cùng xem. Bây giờ thì anh uống thử sữa cà phê sữa đá của em. Cà phê sữa đá các bạn, cái màu nó vàng vàng giống như là trà sữa. Tại vì mình dặn cô làm nhạt á, tụi mình uống đậm không được, uống đậm lên huyết áp thôi. Sao ngon quá ta. Ngon. Thế là giống ngon, cái vị cà phê này giống như cái vị trà sữa nha. Ngon quá. Trên đây uống ngon quá. Các bạn chạy vào cái đường đi khu du lịch á, thì cái homestay này chạy ngang là sẽ thấy liền, trước cái khu du lịch Tà Đùng. Ở đây thì nó cũng có cái top view luôn, cho nên nhiều khi nếu mà các bạn muốn vô khu du lịch để chụp ảnh với những cái tiểu cảnh người ta tạo dựng nó nhân tạo á, thì vô khu du lịch. Còn mà thích chụp với thiên nhiên thì ngồi ở đây cũng có thể chụp được top view luôn, ngắm được top view luôn. Ở bên dưới là có 40 mấy ốc đảo lớn nhỏ, là có người dân sống. Rồi nếu mà mình muốn đi thiền ra những cái ốc đảo đó mình tắm hay là mình ăn uống rồi đó, là có dịch vụ thiền. Hình như thuê một chuyến vậy là trăm mấy á. 120. 120 à. Mà cái đó là giá mình tham khảo, còn mà giá thực tế có thể theo cái thời điểm nữa. Con đi tham quan xuống dưới một chút nha cô. Dạ dạ. Ở trên đây các bạn, cái sàn này là phục vụ cà phê, nhưng mà ở dưới sàn này là cái homestay. Ở đây cô trồng lan nở đẹp quá nè. Cái này lan rừng không hả cô? Cái này lan rừng không hả cô? Đẹp quá. Dạ. Đây có cây địa lan. Địa lan quý anh chị các bạn. Dạ, địa lan. Và hình như là con thấy trên này không khí làm cho cái hoa lan, cái bông nó to hơn so với miền xuôi của con á. Dạ. Con ở đâu? Con ở dưới Cần Thơ. À, dưới Cần Thơ á. Dạ. Bây giờ chú đem lan ra theo thêm quý anh chị các bạn. Ở phía đằng sau bên hông nhà của chú lan nhiều lắm luôn. Bây giờ mình ăn ké vẻ đẹp của mấy cây lan nè, cận cảnh cho quý chị các bạn xem. Wow.
giờ nào giờ nấy bông đầy hết. Ở đây thì chú nói là cái giò lan này nếu mà bạn nào thích thì chú cũng chia lại hết. Bông này mới nở vàng rực luôn. Ở đây cái cây địa lan này bông to lắm. Nhiều lắm luôn. Bây giờ con xin phép xuống xem hôm phay thử. Đây, ghế bên này. Dạ, ghế bên này. Wow. Dạ. Wow, mấy cái phòng là có cửa kính. Cửa kính mở ra là view được ở bên dưới. Cô, cái phòng hôm nay có toilet trong hay ở ngoài vậy cô? Toilet trong. À, toilet trong. Trong. Dạ. Ừ, đầy đủ. Dạ. Ừ. Ở đây mình có thể view được cái phòng bên trong luôn. Ừ. Dạ. Tay nó vừa xuống ngủ. Ở đây cô có khoảng bao nhiêu phòng? Tôi có 6 phòng. Dạ. Đây các bạn, homestay nè. Homestay ở đây cô có 6 phòng. Và phòng nào phòng nấy là có kính. Ngồi trong homestay thì có thể view được cái mặt hồ. Đẹp lắm, buổi tối chắc đẹp lắm. À, mỗi cái thì có màn. Đèn trong có đủ không? Dạ. Ở cái phòng cuối này thì có một cái khu vực để BBQ. Đây mình cho các bạn xem, nếu các bạn ở phòng thì các bạn đi ra ngoài đây nè. Các bạn nhìn xuống, đó. Đó, view đẹp chưa? Đã lắm luôn. Thích thiên nhiên á thì ở những cái homestay ven hồ này nè, thì view xuống hồ Tà Đùng rất là đẹp, chụp được cảnh thiên nhiên. Sáng thức sớm thì thấy mây mù giăng lối như trong phim Lạc Trôi luôn. Đây, ở dưới đây cô có trồng một số cây bơ và một số dãy gao. Đó, các bạn muốn xuống đi dưới tham quan cũng trải nghiệm cũng được luôn. Ở những cái phòng đó thì phòng nào cũng có bàn hết quý anh chị các bạn, đều có những cái bàn nhỏ ngồi uống cà phê và view về hồ hết, rất là thi vị. Khi mới nãy ngồi uống cà phê mình không nghĩ là cái tầng dưới của cà phê là homestay. Các bạn thấy view đã chưa? Mình được biết là giá 500k một ngày một đêm á, cho cái phòng hai người. Wow. Bây giờ lên cà phê lại thôi. Dạ, con lên cà phê. Ở trên đây cái mái che nó màu tím đẹp mà. Mái che màu tím đó, nó lên hình đẹp. Bây giờ cũng nắng dần nè. Mình view cho mọi người thấy xung quanh nè. Ở trên cao dòm đẹp hơn ở bên dưới một chút. Ở đây, đây là cái lối vào của mình nè. Đó. Cái đường đó là ra mặt lộ chính ha, là quốc lộ. Chị rẽ theo cái này, chị dọc theo cái này khoảng 1 km là lên tới khu du lịch Tà Đùng. Đó, homestay của cô thì nằm giữa đoạn. Các bạn chạy chừng 500m từ đầu lộ ra là có thôi. Mới nãy My nói đẹp đẹp á là cái đồi cây trên đó các bạn. Cái chóp đỉnh của cái đồi á, nó có cây nó trổ bông trắng đẹp lắm.
Đây là top view từ quán cà phê nhìn xuống đây. Đó. Đã chưa? Đây. Bên kia các bạn thấy chiếc xe du lịch chạy không? Đó là họ chạy vào cái khu du lịch đó. Còn nhà của chú Đông, homestay nhà chú Đông thì khúc này nè. Đó. Đứng đây cũng thấy luôn. Homestay nhà chú Đông thì giá nó hơi cao hơn so với ở đây. Ở đây cũng top view. Đây các bạn, từ xa xa mình view zoom hết cho mọi người xem. Đó, từ xa xa các bạn nhìn trên những cái ốc đảo nhỏ đó thì có những cái giống như là những ngôi nhà nhỏ. Mình nhìn xa thì rất nhỏ nhưng mà ở nơi đó có khu dân cư họ sống. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi ra cổng. Mình cho quý anh chị các bạn xem cái bảng homestay nhà của chú. Đây là một homestay và cà phê luôn. Để quý anh chị các bạn vào đây không có bị lầm. Đây là lối đường chạy vào nha. Đó, xin nhắc lại là chạy vào khoảng 500m nha. Thì đây là Tệ Uyển Tà Đùng. Đấy, ở đây vừa là homestay vừa là cà phê, có view về hồ Tà Đùng rất là đẹp. Rồi, mình xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video kỳ sau nha. Bye bye.